Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông này. Cách đây 4 hôm, anh Lân đã bị sốt xuất huyết và phải nằm điều trị tại trung tâm y tế của huyện. Hôm đầu tiên thì nó sốt bình thường và nó mệt. Xong đến ngày thứ hai thì người nó giấm rứt, khó chịu lắm. Tôi cố chịu ở nhà thêm một hôm nữa, đến hôm thứ ba thì lên đây thì bác sĩ bảo là bị sốt xuất huyết. Em không biết nguyên nhân vì sao mà bị. Thì em lúc đầu chỉ nghĩ là bị sốt thông thường. Về nhà thì nằm buông màn rồi vệ sinh sạch sẽ nhà cửa. Em chỉ nghĩ là cơ thể mình nó yếu thì là bị thôi. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cho thấy, chỉ 6 tháng đầu năm nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 820 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tập trung tại các huyện phía Tây thành phố như Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa và Nam Từ Liêm. Những cái ca sốt xuất huyết này thì có sự gia tăng do người ta vẫn có hiện tượng là vẫn còn cái nông thôn mà người ta vẫn sử dụng các bể nước mưa nhiều, đâm ra là có các cái nhiều các ổ bồ gậy trên các bể thì xử lý các bể này thì cũng hơi khó. Nguy cơ tới đây còn lớn hơn khi vào mùa mưa, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8, các nhà thường đặt chậu, bể để hứng nước mưa dùng cho sinh hoạt hàng ngày và nhiều người vẫn không biết đó có thể là nguồn gây dịch.